Xin chào mọi người và đặc biệt là các bác, các anh, các chị và các bạn cũng như các em nhỏ tuổi mùi. Đây là video mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Một trong những cái tháng mà người ta nói là Thìn Tuất Sửu Mùi là tháng xung về Tuất với Mùi, tháng xung nằm trong tứ hành xung. Tuy nhiên là đừng có quá lo lắng, những người tuổi Mùi đừng quá lo lắng, tại vì Thìn Tuất Sửu Mùi nó khá, con Mùi và con Tuất nó khá xa nhau ở trong cái phần tứ hành xung, cho nên là cái sự xung khắc của nó không quá lớn đối với người của tuổi Mùi của mọi người. Mà thật sự ra mà nói thì người tuổi Mùi á không cảm thấy kiêng kỵ lắm với những người tuổi Tuất, vì bản tính của người tuổi Mùi á là sự chậm rãi chắc chắn, còn bản tính của cái Tuất á là những cái người đó có sự trung thành nhiều điều. Tuy nhiên á là sẽ cái tử vi của tháng không chỉ ảnh hưởng nhiều để trên cái phần địa chi không đâu, mà nó còn ảnh hưởng nhiều ở cái ở ba cái trụ khác nhau, đó là mạng, thiên can rồi mới tới địa chi. Địa chi vẫn là cái nhánh, vẫn phần nhiều ảnh hưởng về cái phần tình cảm và gia đạo mà thôi. Còn mạng thì ảnh hưởng về bổn mạng, sức khỏe. Thiên can thì ảnh hưởng đến công việc, tài lộc. Cho nên là trong tử vi tháng đừng có thấy là tháng xung về tuổi, tháng xung về địa chi thì cứ báo hiệu rằng là mọi chuyện sẽ xấu đi. Nhưng mà có nhiều người thì coi trọng cái tình cảm, cho nên là sợ cái tình cảm nó có trục trặc thì không được vui. Rồi thì đầu tiên hết thì chúng ta sẽ đi xem xét cho các bác tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 với mạng sa trung kim. Người Ất Mùi sa trung kim á, mạng sa trung kim mà xét về trụ mạng á, thì gặp cái tháng mà Giáp Tuất, tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 thì là một tháng hỏa. Như vậy mạng sẽ là hỏa khắc kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng những cái bệnh và thậm chí là tai nạn trật té, đặc biệt là phần tay chân rất là dễ bị say sước và ra máu. Đó là người ta nói gặp tháng mà hỏa nó khắc kim. Bản thân người Ất Mùi sinh năm 1955 á, thì đã là những người phải chịu thiệt thòi về bổn mạng trong năm nay với kim khắc mộc của năm, cho nên là gặp cái tháng này như thế này nữa thì nó càng xấu thêm về bổn mạng, cho nên là nhớ cẩn thận, nhất là các bác nữ nha. Các bác nam thì đỡ đền hơn, nhưng mà các bác nữ thì nhớ cẩn thận. Thật sự ra là mẹ mình, ba mình cũng là tuổi này, nhưng mà bây giờ thì ba mất rồi, chỉ còn mẹ thôi. Mình cũng sẽ phải cẩn thận gọi điện hỏi thăm mẹ mình ở đây bên Mỹ. Thiên can của người Ất Mùi sinh năm 1955 đối với cái tháng Giáp Tuất là như thế này. Ất chi chữ Giáp là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cả Ất và Giáp đều thuộc hành mộc, cho nên nạp âm ngũ hành cũng không tương sinh không gì hết, cho nên là công việc trong tháng 9 sẽ tốt đẹp, mọi điều sẽ không có gì mà phải quá lo lắng. Cho nên về phần công việc đối với người Ất Mùi, như đã nói thì người Ất Mùi đã 60 mấy tuổi rồi, nếu mà gọi là đi làm ở cơ quan hãng xưởng thì đã là những người đã hưu, còn nếu đa phần là những người làm dịch vụ và thương mại thì cũng không quá lo lắng ở trong cái tháng 9, tháng Giáp Tuất đối với tuổi của mọi người. Còn Mùi và Tuất thì nằm trong tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên là sẽ chắc chắn có nhiều điều không vui về cái tình cảm gia đạo của người tuổi Mùi. Tuy nhiên là nó xa nhau trong tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu Mùi nó xa nhau, cho nên cái sự xung khắc nó không quá lớn, cho nên cũng đừng quá lo lắng đối với cái việc của mình. Đó là người Ất Mùi. Tiếp tục là người Đinh Mùi sinh năm 1967, các anh các chị Đinh Mùi với thiên thượng thủy, mệnh thiên thượng thủy. Nếu mà mệnh thiên thượng thủy xét về trụ mạng thì của gặp tháng Giáp Tuất là tháng hỏa, cho nên mạng là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, cho nên là bổn mạng sức khỏe cũng là một trong những người không có tốt đẹp. Tuy nhiên là người thiên hà thủy thì đỡ hơn người
Ất Mùi với Sa Trung Kim, vì thủy khắc hỏa chứ không phải như hỏa khắc kim, cho nên là cái bộ mạng sức khỏe nó có xấu nhưng cũng không quá nhiều, không quá nặng nề. À rồi, cho nên là cũng đừng quá lo lắng, có lo lắng thì lo lắng cho các anh, vì các anh bị sinh xuất của năm gặp, tiếp tục gặp tháng. À, sinh xuất của năm từ là thủy sinh mộc mà, rồi bây giờ đó là gại lại gặp năm thổ vượng, cho nên là sức khỏe cũng không ok lắm, rồi bây giờ lại vào gặp cái tháng là thủy khắc hỏa nữa, cho nên là bổn mạng có suy yếu, có khó khăn, cho nên là nhớ cẩn thận, nhớ các anh. Thiên can đinh giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, à về mặt tử vi. Còn về mặt mạng âm ngũ hành, đinh thì thuộc hỏa, giáp thì thuộc mộc, cho nên là có thể nói thuộc dòng tương sinh của năm âm ngũ hành là mộc sinh hỏa, cho nên là tài lộc ở trong cái tháng 9 âm lịch này đối với người Đinh Mùi là có, nhưng mà không quá lớn, đừng có quá tham vọng để mà mất mát đi những cái chuyện tiền bạc của mình. Rồi, về mặt địa chi thì cũng giống như người Ất Mùi với Tuất Mùi, nằm trong tứ hành xung, gia đạo sẽ khó được cái vui vẻ trọn vẹn, nó cũng có chút chút gì đó buồn phiền. Đặc biệt là các anh tuổi Đinh Mùi thì rất là dễ xào xáo với con trai ha, cho nên là đừng có gì đó, đừng có quá khó khăn với nó để mà xảy ra cái chuyện mà không vui. Còn các chị nữ thì ở tuổi này thì chắc chắn là sẽ có buồn phiền với chồng nha, cho nên là cẩn thận. Nên rồi, đó là người Đinh Mùi. Tiếp tục đó là các em Kỷ Mùi sinh năm 1979. Các cô nàng nóng bỏng, nhưng mà coi là người Kỷ Mùi thì nóng bỏng yêu đương, nhưng mà đều có một cái là cực kỳ ghen. Mình đã nói là người này thì đi bước nào chắc bước đó, và thậm chí là đi một bước tính tới 10 bước, cho nên là tính quá nhiều. Đôi khi cái chuyện đó nó không thật sự tới, nhưng mà mình do cái suy nghĩ của mình quá nhiều, tâm mình nó dạo sao động, mà lửa ban đêm ha, người ta nói là thiên thượng hỏa âm đó, thì giống như là cái mặt trời mặt trăng vậy đó, cho nên là nó sẽ có nhiều cái biến động, dễ có chuyện buồn phiền ha. Rồi, với thiên thượng hỏa gặp giáp tuất cũng hỏa, cho nên là mà xét về trụ mạng là hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không vấn đề, tốt đẹp về một mặt sức khỏe, đúng không? Đó là một cái tín hiệu rất là vui ha, người Kỷ Mùi ở trong cái tuổi này không phải lo lắng, đặc biệt là các anh. Rồi, thiên can thì chữ giáp hợp chữ kỷ, thiên can thuộc ngũ hợp, nhiều may mắn cho công việc và tài lộc. Đây là một trong những cái thiên can rất là tốt đẹp. Được giáp hợp kỷ thì không phải lo lắng về tiền bạc, không phải lo lắng về công việc xảy ra cái chuyện mà xấu. Nếu như mà các em có chuyện gì lớn muốn làm hành thông thì nên là khởi hành mới phát triển ở trong cái tháng 9 này, với giáp hợp kỷ rất là dễ thành công ở trong công việc ha. Phần địa chi thì cũng giống như hai cái tuổi Mùi, Ất Mùi và Đinh Mùi, thì là Mùi gặp Tuất là nằm trong tứ hành xung, thành Tuất Sửu Mùi, cho nên là gia đạo chắc chắn sẽ có, gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ có những cái điều nó không được ok lắm, không được vui vẻ cho lắm. Tuy nhiên là người trong các người tuổi Mùi thì người Kỷ Mùi ở trong tháng 9 này sẽ gặp nhiều buồn phiền nhất, nhưng mà không phải là buồn phiền nhiều, nhưng mà buồn phiền nhất cho so với những cái tuổi Mùi khác. Vì sao? Vì như hồi nãy mình đã phân tích, người Kỷ Mùi vốn là tâm rất là sao động, yêu đương thì mãnh liệt, cho nên là nhiều khi mà người Kỷ Mùi mà yêu họ đặt tình cảm kinh khủng lắm, cho nên mà gặp trục trặc một tí xíu, hoặc là gặp cái gì đó không ok, đối tác không tỏ ra yêu đương mình, hoặc là như thế nào đó, thì tâm luôn sao động và buồn phiền, cho nên là cẩn thận ở trong cái tháng 9 này. Có sẽ có những cái điều nó không tốt đẹp lắm trong cái việc tình cảm và gia đạo ha. Rồi, người tiếp theo của tuổi Mùi đó là các em tuổi Tân Mùi với Lộ Bàn Thổ. Tân Mùi Lộ Bàn Thổ thì là xét về trụ mạng là mạng hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, không phải lo lắng về sức khỏe bổn mạng của mình ở trong cái tháng này. Người Tân Mùi
Nam mạng của Tân Mùi thì tốt đẹp nhiều. Vì sao? Vì Tân Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên là công việc tiếp tục là hanh thông, không có vấn đề. Nhưng mà tài lộc thì vẫn chưa thấy ha, Tân Mùi nam mạng. Về địa chi đó là Mùi gặp Tuất, như cũng giống như các tuổi Mùi khác thôi, như đã phân tích ở trên, sẽ là không được tốt đẹp lắm vì nó nằm trong tứ hành xung thành bất sửu Mùi. Nhưng xa nhau quá cũng không có quá sao động. Người Tân Mùi mà có việc gọi là không tốt đẹp, không có vui vẻ ở trong cái tháng 9 là nữ chứ không phải là nam, cho nên là nam đừng quá lo lắng ha. Như vậy thì là với cái mệnh hỏa tương sinh, hỏa sinh thổ tương sinh như vậy, thì các phúc tinh và tài tinh phát huy cái tác dụng của nó tối đa. Hy vọng nó phát huy cái tác dụng tối đa, nó sẽ phần nào khắc chế cái việc địa chi nằm trong tứ hành xung, làm cho cuộc sống của các em nữ vượt qua những cái việc khó khăn buồn phiền trong tình cảm gia đạo một cách nhẹ nhàng đó ha. Hy vọng là vậy. Người cuối cùng của tuổi Mùi phải nói đến người Quý Mùi, sinh các cháu sinh năm 2003 và các bác sinh năm 1943 với mệnh Dương Liễu Mộc. Thì xét về trụ mạng hai cái tuổi này, một là các cháu còn mới sinh vào đang học lớp 11, còn các bác thì đã lớn quá rồi, không có ảnh hưởng nhiều đến công việc, cho nên là mình sẽ xét nhiều về phần sức khỏe và gia đạo tình cảm. Về mặt sức khỏe thì về trụ mạng đó, học sức khỏe thì nó ảnh hưởng về trụ mạng thì là với Mộc sinh hỏa bản mệnh thì sinh xuất sức khỏe bổn mạng không được tốt, cho nên là mình bị suy yếu, mà sinh xuất là bị suy yếu đi thì bổn mạng không được tốt lắm. Nếu như là các bác sinh năm 1943, nữ mạng sẽ phải cẩn thận nhiều hơn là nam ở trong tháng này. Còn các em nhỏ lớp 11 thì sinh xuất thì cao lắm, thì cũng là nếu có gặp các em nào gặp gọi là sinh trong những ngày sinh có bệnh tật thì cũng bệnh nhưng không nhẹ nhàng thôi, suy yếu bổn mạng thôi chứ không có bị nguy nan, đừng lo lắng. Rồi địa chi thì Mùi gặp Tuất, Thìn Tuất Sửu Mùi tứ hành xung mà, cho nên là sẽ có chút buồn phiền trong gia đạo. Các bác lớn thì không có ảnh hưởng nhiều, với cái sao của năm khá tốt. Tuy nhiên các em nhỏ với nữ mạng là quý mùi nữ mạng sẽ có xáo trộn tình cảm, không được vui vẻ, có thể là với cha mẹ, với cái bạn bè, thậm chí là một anh chàng nào đó đang hẹn hò, có cái cuộc sống sinh viên học sinh tuổi teen đầy tình cảm vui vẻ ha. Hy vọng rằng là với cái sự tươi trắng, cái chữ quý mang quý nhân quý tướng quý phái của mình sẽ giúp cho mình chủ động trong các cái chuyện tình cảm và giải quyết cái chuyện tình cảm một cách tốt đẹp. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái video về tử vi của cái tháng 9 âm lịch, tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Mùi. Có những tuổi Mùi thì tốt đẹp, đặc biệt là với Kỷ Mùi rất tốt đẹp về công việc. Có người thì lại không tốt đẹp về mặt sức khỏe, đặc biệt là các bác với tuổi Ất Mùi. Hy vọng đây là những cái thông tin nhỏ bổ ích giúp cho mọi người ở trong cuộc sống vượt qua cái tháng 9, có cái gọi là địa chi nằm trong tứ hành xung, báo hiệu rằng gia đạo sẽ có buồn phiền nhưng không quá lớn. Mọi người tuổi Mùi xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi vào cuộc sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của người thân, bạn bè hoặc là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!